Xin chào các bạn đang đến với An Tiến Studio. Trên tay mình đây lúc này là sản phẩm mới nhất được Sony ra mắt gần đây, chính là Sony XB12. Đây là mẫu loa mini kế nhiệm cho Sony XB10 với nhiều sự cải tiến từ thiết kế cho đến âm thanh. Hãy cùng mình đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Sony XB12 vẫn sở hữu một thiết kế quen thuộc là hình trụ tròn như một chiếc cốc bé. Trọng lượng thì được hoàn thiện nhẹ hơn khoảng 20g so với XB10. Cái logo Sony mặt trước đã không còn được làm nổi nữa mà hãng đã in chìm xuống. Thay vào đó, hãng làm nổi các phím bấm điều khiển lên. Nếu như XB10 được in chìm màu trắng, thì XB12 này được in cùng màu với loa. Đây chính là cải tiến tích cực mà mình rất thích ở chiếc loa này. Giờ đây khi mà nhấn nút thì cảm giác khá là sướng tay và nhạy. Mình chưa biết khi sử dụng lâu thì nó có hao mòn không, chứ ở XB10 sau một thời gian phản ứng nó không còn được như lúc đầu. Bên trong cái bọc này là cổng sạc. Mình thấy hơi buồn cười khi mà Sony vẫn giữ nguyên 3 cổng reset, cổng 3.5, cổng USB như là XB10, nhưng mà đảo lại vị trí trái phải. Không biết việc đảo lại này có tác dụng gì không? Có lẽ hãng đã làm như vậy chắc để gọi là sự khác biệt. Ở phía trên là một màng loa, phần này đã được hãng thiết kế khác đi, đó là được đục lỗ to hơn để có thể nhìn thấy rõ bên trong loa. Và ở bên trong thì được trang bị một loa toàn dải 46mm, kích thước y như XB10. Ngoài ra có một dải bass cộng hưởng Passive Radiator ở phía dưới, cái lỗ thoát hơi cũng được làm to hơn. Một điểm đáng chú ý nữa là công nghệ kết nối nhanh NFC đã bị lược bỏ trên em XB12. Cũng đúng thôi, mình thấy ít người quan tâm đến tính năng này, mà chủ yếu chỉ kết nối qua Bluetooth hoặc là qua cổng 3.5mm. XB12 thì có thể kết hợp thêm một loa nữa để cùng chơi nhạc, nhưng lưu ý, nó cũng phải là XB12. Về âm thanh thì theo như mình trải nghiệm, XB10 và XB12 chơi nhạc rất khác nhau. Với con đời mới này thì âm thanh nghe trong trẻo và sạch hơn. Em nó đặc biệt chơi tốt ở các âm cao, âm trap, những bản nhạc mà có guitar nhẹ nhàng thì XB12 nghe rất là sáng luôn. Nhưng mà âm bass thì phải nói là cực kỳ yếu. Với đời cũ, Sony trước đây luôn quảng cáo rằng XB10 chơi nhạc xuất sắc ở các dải âm trầm, trung âm của nó nghe rất là ấm. Chính vì vậy mà các âm cao của nó luôn bị yếu thế. Có nhiều người nhận định rằng lần này Sony nâng cấp âm thanh cho con XB12 kém đi nhiều. Mình thì lại không nghĩ như thế, nó tùy thuộc vào sở thích nghe nhạc của mỗi người. Chúng chơi nhạc đối lập nhau, XB12 chơi tốt ở dải cao, còn XB10 thì thiên về dải trầm, nên các bạn có thể cân nhắc tùy chọn cho mình một em phù hợp nhé. Có lẽ sự đầu tư lớn nhất mà Sony cải tiến cho XB12 đó chính là khoảng chống nước. XB10 tiêu chuẩn chỉ có IPX5 mà thôi, cảm giác như kiểu trang bị cho có. Vậy nên XB12 này được nâng cấp lên hẳn IP67, nghĩa là nó được bảo vệ chống bụi hoàn toàn và cũng có thể chống thấm nước ở độ sâu 1m trong vòng 30 phút. Vâng, đó là tất cả những điểm cải tiến và khác biệt có trên em XB12 này. À, có một chuyện mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi một anh sale ở An Tiến đưa cho mình sản phẩm để review cho các bạn thì có nói nguyên văn thế này: từ trước đến giờ, mỗi lần Sony mà nâng cấp cái gì thì có thể kém hơn cả cái trước. Các bạn có suy nghĩ gì về ý kiến này? Hãy đến ngay shop An Tiến để trải nghiệm các dòng loa mới nhất của Sony nhé. Và trực tiếp gặp gỡ anh chàng đã nói ra câu trên để đưa ra nhận định phản bác nha. Với những anh em muốn mua sắm online, có thể tham khảo link bên dưới phần mô tả của video này. Giá bán hiện tại cho Sony XB12 là 1.150.000 đồng, cao hơn một chút so với phiên bản cũ. Ok, bây giờ thì mình sẽ test âm thanh của em đời mới này nha. Các bạn có thể đeo tai nghe vào để gia tăng trải nghiệm một cách tốt nhất. Ngày tháng qua, tình trong em tròn sâu. Người biết trong trái tim này khó đau. Lòng hoài ngóng trông được nghe bước chân. Anh mang tình này để lên trên que âm.